Hôm nay kính thưa tất cả quý vị, và một lần nữa cũng rất là vui cho công ty tổ chức sự kiện lễ hội Tân Bình chúng tôi được có mặt tại đây để đồng hành cùng với chương trình. Quý vị ơi, và đang nằm trong chuỗi khuyến mãi của năm 2016, đó chính là những phần quà rất là may mắn tuyệt vời dành cho những cặp đôi của chúng ta đến với câu lạc bộ cũng như công ty tổ chức sự kiện Tân Bình, đó chính là sẽ được dành tặng một chỉ vàng 49 đến từ doanh nghiệp vàng bạc Phú Nhân Nghĩa sẽ dành tặng cho những cặp đôi chúng ta. Và ngày hôm nay chương trình khuyến mãi này cũng đã áp dụng cho chú rể anh Thành cùng với cô dâu Thanh Thủy của chúng ta trên sân khấu ngày hôm nay. Và bây giờ xin trân trọng kính mời một vị đại diện đến từ công ty tổ chức sự kiện lễ hội Tân Bình xin lên sân khấu gửi tặng món quà này đến đôi bạn trẻ với những lời chúc mừng ngày phúc nhất. Xin được tưởng quý vị dành những tràng thật lớn đi quý vị. Xin cảm ơn đại gia đình cùng với chú rể và cô dâu đã chọn công ty tổ chức sự kiện và lễ hội Tân Bình đã chọn cho trung tâm để làm lễ cưới trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều món quà đến từ công ty tổ chức sự kiện và lễ hội Tân Bình. Vâng, kính thưa quý vị, và như quý vị đã thấy đó, rất là nhiều món quà rất là tuyệt vời dành đến cho tất cả quý vị chúng ta, rất là hấp dẫn, siêu khuyến mãi dành đến cho tất cả quý vị. Và chương trình khuyến mãi chúng tôi vẫn đang kéo dài đến hết năm 2016, và nhằm với thời điểm sự ra mắt chính thức của công ty tổ chức sự kiện lễ hội Tân Bình và 10 năm chặng đường đi qua công ty chúng tôi. Và hiện tại tất cả quý vị chúng ta có mặt ở đây, những ai còn đang có ấp ủ trong mình những sự kiện, những chương trình party lễ hội, hãy nhanh tay nhanh chân đến với công ty tổ chức sự kiện Tân Bình chúng tôi, rất là này phục vụ toàn thể quý vị chúng ta. Vâng, và một lần nữa thay mặt cho công ty tổ chức sự kiện và lễ hội Tân Bình, thay mặt cho gia đình cô dâu và chú rể, xin chúc quý vị có một bữa tiệc thật ngon miệng, vui vẻ và hạnh phúc trong ngày hôm nay.